Tấm ảnh thủ thành Phí Minh Long ngồi cô đơn trên khán đài trong trận câu lạc bộ Hà Nội đại thắng trước Thanh Hóa đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Đằng sau đấy là thông điệp gì? SEA Games 2017 là một vết đen của bóng đá Việt Nam, để lại không ít nỗi buồn cho người hâm mộ bóng đá nước nhà. Khi tấm ảnh Phí Minh Long ngồi cô đơn trên khán đài sân hàng đẩy nhận được rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ trên cộng đồng mạng, rất nhiều người nhớ lại thất bại ấy. Ở đó, thủ thành trẻ này đã có ít nhất hai pha bóng làm buồn lòng người hâm mộ, để rồi U22 Việt Nam bị loại tức tuổi trước Thái Lan và phải sớm xách vali về nước. Nhưng Phí Minh Long có phải là người buồn nhất, ám ảnh nhất với thất bại 2 năm về trước hay không? Chưa chắc. Kỳ SEA Games năm ấy còn để lại nhiều sự ám ảnh cho cả huấn luyện viên Hữu Thắng, Bầu Đức cũng như Công Phượng, người gánh trên vai sự kỳ vọng lớn lao của người hâm mộ và không ít cầu thủ từng góp công ngày ấy. Người ta xót xa cho Phí Minh Long, người ta vẽ nên hình ảnh của một Phí Minh Long, ngôi sao lụi tàn vì ám ảnh thất bại trước Thái Lan. Nhưng còn nhớ ngày ấy, sau kỳ SEA Games đáng quên ấy, huấn luyện viên tạm quyền của đội tuyển Việt Nam Mai Đức Chung đề xuất gọi tập trung thủ thành này cho trận gặp Campuchia ở vòng loại Asian Cup 2019. Ông nhận phải rất nhiều sự phản đối, thậm chí là sự phản đối công khai và trực diện từ chính người nhà là các quan chức VFF. Sau chuỗi ngày đau thương ấy, huấn luyện viên Hữu Thắng từ chức, lùi lại về phía sau, tưởng chừng như mất hút trong làng bóng đá Việt Nam. Nhưng chưa đầy 2 năm sau thất bại lịch sử ấy, nhà cầm quân xứ Nghệ đã trở lại đầy mạnh mẽ với cương vị mới tại câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu từ vai trò đóng thế cho Công Vinh. Mùa bóng này, đội bóng mà Hữu Thắng sắm vai chủ tịch chơi cực kỳ thành công là đối trọng duy nhất của câu lạc bộ Hà Nội trong cuộc tranh chấp ngôi vô địch. Vai trò của Hữu Thắng lớn đến thế nào trong thành công ấy không quá khó để nhận ra. Dù rằng huấn luyện viên Chung Hay Seong nổi bật nhất trong sự vươn lên của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng nếu đặt cạnh mùa giải bế bát năm ngoái của ông với Hoàng Anh Gia Lai, dễ dàng nhận ra dấu ấn của Hữu Thắng với vai trò chỉ đạo và hỗ trợ phía sau cực kỳ hiệu quả cho nhà cầm quân người Hàn Quốc này. Còn Công Phượng, ngôi sao từng gục ngã trước Thái Lan hơn 2 năm về trước, cũng gánh không ít nỗi buồn khi chuyến xuất ngoại đến Incheon United kết thúc nhanh hơn dự kiến rất nhiều, nhưng cũng đang tự mở ra cho mình cánh cửa ở châu Âu. Nhiều năm về trước, ở nước Mỹ xa xôi có một diễn viên vô danh, vật lộn với những vai diễn nhỏ và thường xuyên bị từ chối trong các buổi thử vai. Cuộc sống của ông có lúc đã ở đỉnh điểm của sự cùng cực khi bị trục xuất khỏi căn hộ đi thuê bởi không có tiền, phải lang thang trên đường phố. Khi không còn lấy một xu dính túi để mua đồ ăn, vất vưởng 3 ngày liền tại trạm xe bus, ông đã phải nén nỗi đau để bán đi chú chó của mình, người bạn đồng hành mà ông vô cùng yêu quý bởi chẳng còn gì cho nó ăn. Ông bán cho một người lạ gần quán rượu với giá chỉ 25 đô la. Ông kể lại rằng khi trao người bạn đó vào tay người lạ, ông đã bước đi với hai dàn nước mắt giàn giụa. 2 tuần sau đó, ông vô tình xem được trận đấm bóc giữa Muhammad Ali và Chuck Webner. Trận đấu là tác nhân thay đổi cuộc đời ông. Kịch tính của trận đấu đã truyền cảm hứng cho ông viết nên kịch bản bộ phim vô cùng nổi tiếng sau này. Ông hoàn thành kịch bản sau 20 giờ viết liên tục với những dòng chữ tuôn trào cảm xúc. Ông đem chào bán kịch bản của mình và nhận được phản hồi từ một nhà làm phim với mức giá 125.000 đô la. Nhưng ông kèm theo một điều kiện khi bán, ông sẽ đóng vai chính trong bộ phim đó. Tất nhiên, nhà làm phim từ chối ngay lập tức. Họ muốn một diễn viên thực thụ, một ngôi sao gạo cội lúc bấy giờ, chứ không phải một gương mặt không tên tuổi với biểu cảm thiếu tự nhiên và giọng nói nực cười. Họ trả lời và ông nhận kịch bản và ra về. Vài tuần sau, nhà làm phim gọi lại cho ông, nâng mức giá lên gấp đôi, 1/4 triệu đô la. Ông lại một lần nữa từ chối con số khổng lồ đó. Giá tiếp tục được nâng lên 350.000 đô la, ông tiếp tục từ chối. Ông từ chối tiền khi đấy là thứ mà ông cần nhất, là nguyên nhân của những bi kịch liên tiếp lúc bấy giờ. Tất cả vì một niềm tin cho mơ ước. Nhà làm phim phải nhượng bộ, đồng ý cho ông thủ vai chính, với giá kịch bản giảm xuống chỉ còn 1/10, 35.000 đô la. Bộ phim ấy thành công, là hiện tượng của phòng vé một thời, thu về 225 triệu đô la và trở thành bộ phim ăn khách nhất năm. Không chỉ thành công về mặt thương mại, nó còn được đề cử đến 10 giải Oscar. Và sau hai huyền thoại Charlie Chaplin và Orson Welles, ông được đề cử giải Oscar cho cả nam diễn viên chính lẫn biên kịch. Bộ phim ấy chính là Rocky và chàng diễn viên vô danh ấy chính là Sylvester Stallone. Phí Minh Long đang đóng vai phụ ở câu lạc bộ Hà Nội, thủ thành của U22 Việt Nam ngày ấy đang phải ngồi dự bị cho Văn Công cũng như Bùi Tiến Dũng. Mùa giải này, Minh Long chỉ được đăng ký thi đấu có 3 trận, đây hẳn nhiên là điểm mờ trong sự nghiệp của thủ thành 24 tuổi này. Nhưng cũng nên nhớ, Phí Minh Long mới có 24 tuổi và vẫn có tên trong đội bóng xuất sắc nhất V-League hiện tại. Phải đến 10 năm nữa, anh mới bằng tuổi hiện tại của một anh Đức, vẫn luôn sẵn sàng có tên trong đội tuyển Việt Nam. Và cũng như Công Phượng, dù chỉ đóng vai trò dự bị, nhưng ở một đội bóng mạnh, bên cạnh những ngôi sao, dù không được ra sân, nhưng cũng sẽ được học hỏi rất nhiều. Và bản thân Minh Long cũng phát biểu rất nhẹ nhàng về hình ảnh trên khán đài của mình. 10 hôm thì 3 hôm tôi ngồi vậy mà, có gì đâu. Một bức ảnh có thể nói lên rất nhiều điều, nhưng một bức ảnh đôi khi cũng không thể nói được tất cả. Tình cảnh của Phí Minh Long còn lâu mới bằng được Bùi Tiến Dũng, ngày phải về quê phụ hồ, cày ruộng, nhưng vẫn nuôi trong mình giấc mơ được trở thành tuyển thủ.
còn lâu mới bằng được Patrick Evra, 17 tuổi phải một mình bắt chuyến tàu từ Pháp sang Italia, để rồi phải ngồi chờ 6 tiếng dưới trời lạnh giá để đến với câu lạc bộ duy nhất chịu ký hợp đồng với mình, bắt đầu cho một sự nghiệp lẫy lừng cùng Manchester United. Lựa chọn tiếp tục đóng vai phụ hay tìm cho mình một kịch bản để được đóng vai chính như Sylvester Stallone là của Phí Minh Long. Ngay lúc này, đừng dành cho anh sự thương cảm mà có thể thay vào đó bằng điều gì khác như sự động viên, niềm tin, có được không? Bạn có biết việc đầu tiên Sylvester Stallone làm với $35,000 tiền bản kịch bản là gì không? Ông tìm cách mua lại chú chó mà mình đã bán đi ngày nào. Tình yêu với người bạn ông từng gắn bó đã khiến ông phải đứng bên quán rượu 3 ngày chỉ để chờ đợi người mà ông đã bán chú chó ấy. Đến ngày thứ 3, ông đã thấy người đàn ông và con chó của mình. Ông giải thích mong chuộc lại chú chó của mình với giá $100. Người kia từ chối. Ông nâng mức giá lên 500 rồi $1,000 và cuối cùng, bạn tin nổi không? Ông đã phải dùng $15,000 để mua lại chú chó mà ông đã từng bán với giá chỉ $25. Có thể sai lầm ngày ấy ở SEA Games của Phí Minh Long nhẹ như lông hồng, và con đường trở lại đội tuyển của thủ thành 24 tuổi này là cả một ngọn núi lớn mà phải cực kỳ khó khăn mới có thể vượt qua. Nhưng thay vì ném cho anh cái nhìn thương cảm, hãy để Phí Minh Long tự tìm lại chính mình bằng nỗ lực của bản thân, giống như công phượng, như hữu thắng. Lúc ấy, thành công của anh mới thực sự ý nghĩa.